Xin chào bà con, chào quý khán thính giả. Hôm nay tôi Ngô Đắc Thắng lại trao đổi tiếp một số phần về sinh học ong mật. Xin thưa bà con, hiểu được đặc điểm sinh học của ong mật bao nhiêu thì càng kết quả càng trong sản xuất càng cao bấy nhiêu. Vì có hiểu đặc điểm sinh học thì mới chăm sóc đàn ong, mới quản lý đàn ong theo nó mới đúng đặc điểm của nó thì nó phát triển tốt hơn. Xin thưa bà con, phần đặc điểm sinh học của nó rất dài, cho nên là nay chỉ một phần là trao đổi những phần một số cái kiến thức cơ bản trong sinh học của nó thôi. Thế thì những cái phần trước tôi đã trao đổi cái kết cấu của thùng ong, hoặc là cái phần 13 quy luật cơ bản của đàn ong. Hôm nay tôi trao đổi với các bà con là thành phần của đàn ong trong sinh học là thế nào. Xin thưa bà con, nói về đàn ong, trong bình thường thì đàn ong có 3 loại hình ong, là ong thợ, ong chúa và ong đực. Thế thành phần như thế này thì có hai trong 3 cái thành phần đó thì vẫn là gọi là đàn ong. Nếu đàn ong có ong đực, ong chúa, ong thợ là một đàn ong hoàn chỉnh trong tự nhiên. Nhưng nếu không có ong đực, chỉ có ong chúa với ong thợ vẫn đảm bảo được cái phát triển bình thường của đàn ong thì vẫn gọi là đàn ong. Nhưng đàn ong không có ong chúa, chỉ có ong thợ với ong đực thì không gọi là đàn ong. Hoặc là chỉ có ong chúa với ong đực thì không gọi là đàn ong. Cho nên là đàn ong là phải chỉ có ông chúa, ông thợ là được gọi là đàn ông. Nhưng trong hoàn chỉnh, trong đời sống đàn ông bình thường phải có 3 loại hình ông. Thì hôm nay dần dần tôi sẽ trao đổi với các bà con ông chúa là thế nào. Thành phần thứ nhất của ông chúa, của đàn ông là ông chúa. Con ông chúa là con ông cái duy nhất được sinh ra từ trứng cái, nhưng được mớm sữa nuôi chúa ngay từ ngày ấu trùng ngày thứ nhất cho nên hết cả đời. Cái sữa chúa là cái chất mà ong thợ non từ 6 đến 12 ngày tuổi tiết ra từ tuyến họng, tuyến sọ các ong thợ để nuôi ấu trùng chúa và thành chúa. Cho nên con ong chúa nó không biết ăn cái gì khác ngoài sữa nuôi chúa. Và bản thân nó phải được ong thợ ở tuổi tiết sữa nuôi tầng tiết sữa nuôi chúa từ 6 đến 12 ngày tuổi để bón mướm cho ông chúa. Trừ trường hợp nó bị nhốt lâu ngày thì nó mới phải ăn cái thức ăn dự trữ trong cái hộp chúa. Thí dụ như là chúng tôi nhập chúa từ ở Italia về, nhập chúa từ Hà Lan về, nhập chúa từ Liên Xô, Cuba về để trong cái hộp chúa thì nó mới phải ăn cái thức ăn ở trong hộp chúa. Còn trong tự nhiên thì tất cả ong thợ non từ 6 đến 12 ngày tuổi quá trình tiết sữa để nuôi chúa thì ong chúa được ăn cái sữa chúa đó. Là cả quá trình từ ấu trùng tuổi 1 cho đến hết đời. Cho nên là con ong chúa nó sống được 3 đến 4 năm và nó vẫn sinh ra từ cái trứng cái. Cái trứng cái nó có thể sinh ra ông thợ và ông chúa. Nếu sinh ra ông chúa chỉ nó ở trong cái lỗ mũ chúa thì được ăn sữa chúa, nó ra con ông chúa. Còn vẫn cái trứng cái nó sinh ra, nó không được ăn sữa nuôi chúa, nó chỉ ở trong thợ. Thế cái ông chúa đó thì cả đời cái vai trò của ông chúa nó hết sức quan trọng như vậy. Nó được ăn sữa nuôi chúa quan trọng như vậy. Cho nên là con ông chúa nó có thân thể dài, cánh ngắn, màu người ta gọi là màu táo tàu. Chất lượng của ong chúa nó phụ thuộc vào hình dáng của ong chúa. Thon, dài, màu táo tàu là con ong chúa tốt nhất. Mà được con ong chúa ra đời trong 3 trường hợp. Trường hợp thứ nhất là chia đàn tự nhiên. Trường hợp thứ hai là thay thế tự nhiên. Trường hợp thứ ba là chúa cấp tạo. Thì 3 trường hợp này tôi phân tích rất nhiều lần
là chất lượng của từng loại. Hôm nay tôi chỉ tổng hợp lại một số nét cơ bản thôi. Thế ông Chúa ra đời trong trường hợp tự nhiên, chia đàn tự nhiên là thế nào? Là đàn ông đó về chủ quan trong đàn ông là rất mạnh, rất mạnh. Nhiều cầu ấu trùng, nhiều ông thợ non. Và trong điều kiện thời tiết khí hậu rất tốt. Đấy. Trong điều kiện thời tiết khí hậu ấy thì không nắng quá, không nóng quá, nguồn hoa lại phát triển. Thì đàn ông lập tức bồi dục ông đực, xây mũ chúa để chia đàn tự nhiên. Trường hợp này cả chủ quan và khách quan, từ là bên ngoài đến nội tại đàn ông đều rất tốt. Đàn ông nó mới có ý thức bồi dục ông đực và bồi dục mũ chúa để chia đàn tự nhiên. Cho nên trường hợp ông chúa ra đời trong trường hợp chia đàn tự nhiên có chất lượng rất tốt, có chất lượng rất tốt. Trường hợp thứ hai là trường hợp thay thế tự nhiên mà bà con thường gọi hay gọi là chúa đổi ngôi. Đấy. Trong trường hợp tự nhiên bình thường, ông chúa già hoặc non nhưng bị xoăn cánh, bị què chân hoặc bị xoăn râu, thì ông thợ cái đàn đó lập tức có ý thức là thay thế con chúa này bằng con chúa trẻ. Hoặc pheromone của ông chúa này, con chúa này già kém đi, pheromone quản lý đàn ông kém đi, thì nó lập tức nó xây mũ chúa để thay thế con chúa già này. Thì bà con phân biệt rằng là ở chia đàn tự nhiên thì nó xây 5 đến 10 mũ chúa ở dưới, phía dưới và mép hai bên bánh tổ. Ở thay thế tự nhiên nó chỉ xây 1 đến 2 mũ chúa. Bà con nhớ rằng cái số lượng mũ chúa để ta phân tích rằng trường hợp nào con chúa ra đời để ta để lại. Không, nó mới muốn thay thế con chúa già đó, con chúa kém chất lượng đó bà con không biết, lại lấy cái mũ chúa này mang ra chia đàn khác. Thì đàn ông vẫn phải chịu sự tồn tại của con ông chúa già. Thế nên là trường hợp này là đàn ông cũng chủ động bồi dục ông chúa, nên có chất lượng cũng rất tốt. Và thường là vào mùa hoa. Còn trường hợp thứ ba là trường hợp khẩn cấp tạo chúa hay là chúa cấp tạo. Thì ba trường hợp tôi đã phân tích rất nhiều lần, rất nhiều cái vai trò của ông chúa, rất nhiều câu hỏi rồi. Nhưng hôm nay tôi chỉ đi sơ qua thôi. Chúa khẩn cấp tạo chúa là gì? Trong điều kiện tự nhiên bất kể nắng hay mưa, rét hay bình thường, nhưng mất chúa đột ngột do nhiều tác động tự nhiên hoặc là vì một lý do nào khác nữa, thì đàn ông, ông thợ cải tạo lỗ ông thợ, có sẵn ấu trùng ông thợ dù là tuổi mấy, để cho cả đàn ông thợ non lại tiếp tục cho ăn sữa chúa vào những ấu trùng ấy để tạo nên thành con ông chúa. Thì vị trí của nó thường ở vòng đẻ trứng của con, ở vòng đẻ trứng của đàn ông, có những cái vòng có ấu trùng nó mới cải tạo. Các trường hợp kia là nó ở hai mép bánh tổ và phía dưới bánh tổ. Như đằng này nó ở vòng đẻ con, nó giữa cái vòng vòng con, cho nên thường là nó ngang ra ngoài. Và kích thước của mũ chúa thường nhỏ đi, vì nó cải tạo có lỗ ông thợ, có sẵn ấu trùng ông thợ thôi. Còn hai trường hợp kia nó cải tạo nó thành tự nhiên, thì mũ chúa của nó thường là lớn từ 7 đến 8 ly. Như đằng này có thể là 3-4 ly ở cải tạo của lỗ ông thợ. Cái này rất dễ phân biệt vì nó nằm ở giữa bánh tổ có con. Thế mà nó lại không chủ động về thời tiết, không chủ động về nguồn hoa. Nó đột ngột gọi là cấp tạo. Cho nên là chất lượng chúa ra đời trong trường hợp này rất xấu. Xin thưa bà con, tôi không muốn nói rằng đúng hay sai về cái phần này, không phân tích nhiều. Nhưng bà con làm chúa nhân tạo thường là bắt chúa đột ngột đi để làm cài làm hẳn một thang chúa 50 mũ chúa, làm cho đàn ông mất chúa đột ngột, đưa cái thang chúa vào 50 cái 100 mũ chúa nó vẫn tiếp thu.
Cái này chúng ta chỉ có chủ động chúng ta làm mất Chúa, cho nên có thể vào thời vụ tốt. Nhưng mà cái số lượng ngũ Chúa quá nhiều ở cái đàn nuôi dưỡng, không thể bồi dưỡng được đủ hàng năm 70 ngũ Chúa được. Cho nên chất lượng ngũ Chúa này, nếu ở Chúa nhân tạo mà ta làm không tốt thì ở cái đàn nuôi dưỡng thì chất lượng nó cũng có phần hạn chế. Cho nên là đấy là ông Chúa. Còn thành phần thứ hai là ông thợ. Ông thợ cũng là con ong cái, sinh ra được cái trứng được thụ tinh, nhưng nó lại đẻ vào cái lỗ ông thợ là lục giác, nhưng mà có kích thước nhỏ hơn lỗ ông đực, mà nó chỉ được ăn sữa Chúa trong 3 ngày đầu ở ấu trùng. Còn từ ngày thứ tư trở đi là ong thợ non, chưa có tuyến sữa phát triển, lấy thức ăn ở trên bánh tổ là lương ong, bồi cho ong ăn, cho này ong này ăn. Từ 3 ngày tuổi trở ra thì nó phải ăn lương ong. Còn từ 1 đến 3 ngày tuổi vẫn được cái ấu trùng từ 6 đến 12 ngày tuổi có tuyến sữa cho ấu trùng 1 đến 3 ngày tuổi ăn. Nhưng sang ngày thứ tư là không được ăn nữa. Sang ngày thứ tư chỉ ở ấu, ở cái ong non chưa có tuyến sữa, lấy cái lương ong cho chúng nó ăn thôi. Cho nên là nở ra cái lỗ ong thợ này chỉ được ăn sữa Chúa trong 3 ngày đầu thôi này. Cho nên nở ra con ong thợ vẫn một cái trứng cái, nhưng khác nhau về thức ăn. Trong 3 ngày đầu ông Chúa được ăn sữa Chúa từ ấu trùng, bắt đầu từ ngày thứ nhất đến hết đời. Ở ông thợ chỉ được ăn có 3 ngày đầu ấu trùng thôi. Cho nên nở ra ông thợ. Nhưng chúng ta phải nhớ là ông thợ và ông Chúa cùng một loại trứng cái, chỉ khác nhau ở vị trí lỗ tổ. Một đang ở mũ Chúa, một đang ở lỗ ông thợ. Khác nhau thứ hai là không được ăn sữa Chúa liên tục, mà chỉ được ăn 3 ngày đầu. Cho nên nở ra ông thợ. Cho nên là chúng ta phải quan tâm đến cái đàn nuôi dưỡng. Thế tại sao nó lại chúng ta lại phải đàn nuôi dưỡng, là vì lý do này đây. Vì lý do này đây. Vẫn cái trứng cái nhưng mà ăn thích sữa Chúa thì nó nở ra ông Chúa. Nhưng vẫn cái trứng cái ấy ở vào cái lỗ ông thợ, chỉ ăn sữa Chúa 3 ngày đầu thì nở con ông thợ. Tuổi thọ ông Chúa là 3-4 năm. Tuổi thọ ông thợ 1-2 tháng. Trong thời vụ khai thác thì nó lao động kiệt sức chỉ thường độ tháng rưỡi. Nhưng trong mùa không khai thác thì nó có thể sống được 2 tháng hoặc hơn. Đấy là thành phần thứ hai. Thành phần thứ ba là thành phần ong đực. Ong đực là ong, con ong nở ra từ trứng không được thụ tinh. Thì không được thụ tinh. Nhưng cái bản chất của ông đực là gì? Là cả đời không biết kiếm ăn, chỉ biết ăn thức ăn trên bánh tổ, trong bánh tổ. Không biết đi lấy mật, không biết lấy phấn, mà ăn thức ăn sẵn có trong bánh tổ thôi. Nhưng cái thứ hai nữa là con ông đực này, bản chất của nó là không có giới hạn đàn. Nó muốn ở đàn này nó ở. Đàn này không có thức ăn nó bay sang đàn khác. Cho nên là nó lại là một cái mà là môi trường truyền bệnh từ đàn này sang đàn khác. Nó không có giới hạn đàn. Đấy, con ông đực này vì nó không có giới hạn, nó ăn rất khỏe, ăn khỏe gấp đôi, gấp ba ông thợ. Nhưng nó lại không biết làm. Thế trong những thời tiết khó khăn, thí dụ như qua hè hoặc qua đông, thường bà con thấy đàn ong thợ nó dồn ong đực xuống đáy thùng. Thế bà con đừng ngạc nhiên rằng trong những thời tiết khó khăn thấy một đống ong đực ở dưới đáy thùng hoặc đuổi ở ngoài cửa tổ, thì nó lại phải bay lang thang sang đàn khác. Đấy. Thì ong đực ra đời trong trường hợp nào? Trường hợp thứ nhất là do ong Chúa đẻ ra, nhưng trứng đó không qua van
van tứ tinh không không điều chỉnh bằng hệ thần kinh, không được thụ tinh, nở ra ong đực. Ong đực này có chất lượng tốt. Ra đời trong trường hợp thứ hai là do ong chúa cạn túi chữ tinh hoặc bị con chúa già không điều chỉnh được cái van đó để ra trứng không thụ tinh, cũng nở ra ong đực. Trường hợp thứ ba là ong thợ đẻ trứng. Trường hợp đàn ong mất chúa lâu ngày, thế ong thợ lập tức không có pheromone kìm hãm nữa, cho nên ong thợ cũng đẻ trứng. Thế đẻ trứng thì ong thợ vì do nó là bản chất con ong thợ, cái đít nó ngắn cho nên nó đẻ vói vào các thành bánh tổ, à thành lỗ tổ, mà nó đẻ không phải bản chất của nó là đẻ trứng, cho nên nó đẻ rất nhiều, có lỗ 5 trứng, 10 trứng hoặc hơn nữa. Thế nó đẻ, ông thợ đẻ trứng là đẻ triền miên, đẻ dày bánh tổ. Trường hợp này chỉ là trường hợp rất xấu. Ông được ra đời trong trường hợp này rất xấu, do con ông thợ đẻ ra, đẻ trứng. Vì con ông thợ là con ông phát dục không hoàn chỉnh, không được thụ tinh, cho nên đẻ trứng ra chỉ nở ra ông được. Đấy là trường hợp của ông được ra đời. Thế hoặc trường hợp thứ ba là do con ông chúa tơ, do thời tiết nắng hoặc mưa dầm gió bấc kéo dài 10, 15, 20 ngày không được đi giao phối, hoặc ta kìm hãm trong lòng chúa lâu ngày. Đại khái là trong trường hợp là ông chúa chưa đi, không đi giao phối được là vì do rất nhiều yếu tố, là thời tiết bất lợi, do ta kìm hãm lâu ngày, ông chúa ấy cũng đẻ ra trứng, nhưng trứng không được thụ tinh, cũng nở ra ông đực. Ông đực trong trường hợp này cũng rất xấu vì nó rất nhỏ. Vì thế cho nên trong quá trình tạo chúa ta mới tạo bồi dục đàn giống, đàn bố, để có một cái ông đực tốt nhất, có chất lượng nhất để thụ tinh cho ông chúa vào đúng tuổi xuân. Thì cái này tôi đã giới thiệu rất nhiều rồi, cho nên là bà con hết sức quan tâm rằng trong tự nhiên thành phần đàn ong nó có ba loại hình ong như thế. Như bình thường trong quá trình sản xuất ta chỉ có hai loại, càng tiêu diệt ong đực đi bao nhiêu càng tốt, càng đỡ thức ăn, càng đỡ truyền bệnh từ đàn này sang đàn khác. Cho nên là bà con lưu ý rằng là ong đực không có tác dụng gì ngoài ở cái đàn bố để đi thụ tinh cho ông chúa vào tuổi xuân, còn các trường hợp khác là không cần. Thì trong thành phần đàn ong ấy có, tôi đã trao đổi với bà con là cũng là trong đặc điểm sinh học, thì nên là bà con cố gắng lưu ý mà ta vận dụng theo trong sản xuất để ta có kết quả cao nhất. Cho nên là bà con có gì thắc mắc chúng ta bình luận, ta ghi ở phần dưới YouTube để chúng ta tôi giải thích thêm. Hết ý kiến. Vừa rồi thì các bác vừa xem hết cái video của thầy Ngô Đắc Thắng có kết hợp cùng với kênh YouTube An Thịnh chia sẻ trong một cái chuỗi video, một series về kỹ thuật nuôi ong cũng như là tác dụng của các cái sản phẩm của ngành ong như là mật ong, phấn hoa, sữa ong chúa. Thì nếu các bác nào thấy các cái video này của thầy Ngô Đắc Thắng chia sẻ mà hay thì hãy bấm vào nút đăng ký và chia sẻ những cái nội dung này. Nếu các bác nào mà lần đầu tiên xem kênh và thấy nội dung kênh hay, thực sự có kiến thức thì đăng ký và chia sẻ nó để nhiều người có thể biết đến kênh YouTube An Thịnh và có rất nhiều thông tin bổ ích ở đây. Và cũng vô cùng biết ơn các bác đã xem hết những cái nội dung video này. Và nếu cần cái gì về thông tin gì về ngành ong, về phấn hoa, mật ong chi tiết hơn thì các bác có thể đặt câu hỏi ở phần bên dưới, ở phần bình luận bên dưới. An Thịnh sẽ chuyển những câu hỏi này đến thầy. Một lần nữa xin được cảm ơn tất cả các bác. Và hãy nhớ đăng ký và chia sẻ cái video ngày hôm nay.